Sáng ngày hôm qua, diễn đàn quốc tế lần thứ nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2018 đã chính thức khai mạc. Diễn đàn năm nay mang chủ đề nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hòa nhập xã hội. Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2018 quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, nhà kinh tế Việt Nam và các trường đại học danh tiếng trên thế giới để cùng bàn thảo về các giải pháp giúp Việt Nam tiến tới phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, qua 30 năm đổi mới, diện mạo kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Với tốc độ tăng trưởng cao, đời sống của người dân được cải thiện, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức. GDP bình quân đầu người còn thấp, năng suất lao động chưa cao, nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu về kinh tế vẫn nghiêm trọng. Bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng. Các vấn đề môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế đặt ra nhiều thách thức. Tại diễn đàn, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp như tiếp tục tập trung tạo dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút chọn lọc đầu tư nước ngoài, phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo.